Ngày hôm qua, cộng đồng mạng lại tiếp tục được một phen dậy sóng khi đến lượt Trấn Thành bị bóc mẽ là không chuyển tiền từ thiện cho Thủy Tiên, mà theo lời của nam danh hài giải thích, anh đã chuyển tiền cho mẹ của Hồ Ngọc Hà. Trấn Thành cho biết anh không chuyển tiền cho Thủy Tiên vì không liên lạc được với nữ ca sĩ. Thay vào đó, anh gửi 6,4 tỷ đồng cho mẹ của ca sĩ Hồ Ngọc Hà hỗ trợ người dân miền Trung. Ngày 26 tháng 5, một số cơ quan truyền thông báo chí bất ngờ đặt nghi vấn về tiền từ thiện mà Trấn Thành đã đứng ra nhận quyên góp để gửi cho người dân bị ảnh hưởng do lũ lụt ở miền Trung năm 2020. Dù nam diễn viên chưa lên tiếng phản hồi, nhiều cư dân mạng đã chỉ trích anh kịch liệt. Ngay với tối cùng ngày, Trấn Thành đã lên tiếng về vấn đề này. Diễn viên Bố Già đăng tải bài viết giải thích rõ mọi chuyện xoay quanh số tiền quyên góp của mình. Trong bài viết, Trấn Thành cho biết đã gửi 3 tỷ đồng tiền mặt cho MC Đại Nghĩa và 1 tỷ đồng qua giao dịch ngân hàng cho mẹ của Hồ Ngọc Hà. Và về phía Thủy Tiên, nam ca sĩ cho biết có gọi và nhắn tin, nhưng vì ca sĩ đang bận cứu trợ tại miền Trung nên anh không nhận được hồi âm. Trước tình hình cấp bách này, anh quyết định chuyển tổng cộng hơn 6,4 tỷ đồng cho bà Ngọc Hương, tức là mẹ của Hồ Ngọc Hà. Như vậy, tổng số tiền nam diễn viên gửi cho mẹ của Hồ Ngọc Hà và MC Đại Nghĩa là hơn 9,4 tỷ đồng. Lý giải về việc con số khác với thông báo ban đầu, anh cho biết vì sau đó có một số khán giả và bạn bè tôi ủng hộ thêm nên con số có tăng lên so với con số ban đầu là 8,7 tỷ đồng. Giải thích cụ thể về số tiền chuyển cho bà Ngọc Hương, Trấn Thành cho biết chuyển thành 3 đợt, đợt 1 là 1 tỷ đồng, đợt 2 là 2,1 tỷ đồng và đợt 3 là hơn 3,3 tỷ đồng. Diễn viên Bố Già khẳng định ở đợt 2 có anh sao kê và ở đợt 3 cũng có ủy nhiệm chi rõ ràng. Những hoạt động từ thiện của cô Ngọc Hương đã có đăng đầy đủ trên Facebook của cô và nhóm tình nguyện của cô. Lúc đó mỗi ngày làm gì cô đều post để báo cáo với bà con. Một số trang báo cũng có chia sẻ lại hình ảnh này. Cô Ngọc Hương đã đến trực tiếp giúp rất nhiều người, đóng thuyền cho nhiều xã, trao hàng ngàn quà và tiền mặt cho bà con thuộc các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam. Đồng thời, trong bài viết của mình, ông xã Harry Won đã khẳng định anh có được như ngày hôm nay là nhờ vào tình thương của khán giả. Vì vậy, anh muốn sống cho đi và giúp đỡ là chính. Đó là những lời thật tâm của tôi, mong quý vị yên tâm và yêu thương, tin tưởng. Rất cảm ơn những quý vị đã và luôn tin yêu Trấn Thành. Lúc đó, cứu người như cứu hỏa. Tôi chỉ mong sao số tiền này đưa đúng nhà hảo tâm để có thể trao tận tay bà con một cách nhanh nhất là tôi hạnh phúc lắm rồi. Có gì sơ sót mong quý vị thông cảm và bỏ qua cho. Tôi xin rút kinh nghiệm sâu sắc, Trấn Thành cho hay. Trước đó khi chia sẻ với Thanh Niên, Thủy Tiên đã cho rằng tôi không thể nào nói Trấn Thành đã chuyển hay chưa vì khi đó có rất nhiều khoản tiền chuyển vô liên tục. Dòng tiền chảy rất nhanh, tôi đâu thể kiểm tra hết để biết. Một phút có thể có cả ngàn lượt chuyển khoản. Tôi vừa rút tiền ra, tôi còn không thấy được số tiền mình rút bị trừ nữa mà. Nữ ca sĩ cho biết thêm, Trấn Thành hay ekip của Trấn Thành chưa hề liên lạc với cô nói về khoản tiền từ thiện này, cho dù là sắp chuyển hay là đã chuyển rồi. Khi được hỏi về chuyện, có gọi điện cho bên Trấn Thành để hỏi về phát ngôn công bố đã gửi phần còn lại hết cho Thủy Tiên làm từ thiện. Bà xã Công Minh cho hay, cô không có trách nhiệm đi đòi vì nó rất nhạy cảm và vì bản thân lúc đó quá bận. Nói thật, việc người ta nhờ tôi đi làm từ thiện, dính đến chuyện tiền bạc nó rất là nhạy cảm. Thường người ta sẽ chủ động chuyển cho tôi chứ tôi không thể nào đi đòi người ta là bạn ơi bạn chuyển chưa. Lúc đó tôi cũng bận lắm, tôi còn không có thời gian ngủ luôn, nữ ca sĩ chia sẻ. Hậu Hoài Linh, nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi nói gì khi bị tố dàn dựng vụ việc nghệ sĩ thương tín bị bệnh để kêu gọi từ thiện hơn 400 triệu đồng. Theo nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi, tất cả chỉ là tin đồn. Sáng ngày 6 tháng 5, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện những tin đồn xoay quanh việc nghệ sĩ ưu tú Kim Chi từng kêu gọi từ thiện cho nghệ sĩ thương tín. Bài đăng lan tràn trên mạng xã hội. Trước đó, Trịnh Kim Chi kêu gọi khán giả và đồng nghiệp quyên góp hỗ trợ thương tín được 306 triệu đồng. Nghệ sĩ nhân dân Kim Cương vận động nhà hảo tâm được thêm 100 triệu đồng, tổng cộng là 406 triệu đồng. Ngoài ra, nghệ sĩ thương tín còn được một người bạn Việt Kiều tặng cho một chiếc xe sang. Cụ thể, trong nhiều bài lan tràn trên mạng xã hội có nội dung nghệ sĩ thương tín giả bệnh đột quỵ để lừa lòng thương hại của mọi người do nghệ sĩ Kim Chi làm đạo diễn. Những bài viết này còn đặt ra nghi vấn về việc nghệ sĩ thương tín chỉ ở viện có một tuần, rồi sau đó lái xe ô tô được từ thiện để về Cam Ranh, Ninh Thuận. Nghệ sĩ thương tín tự lái xe về quê sau một tuần đột quỵ. Theo người đăng tải, đây là một việc hoàn toàn không hợp lý với một người vừa đột quỵ trước đó một tuần. Liên hệ với nghệ sĩ Kim Chi để làm rõ thông tin này, nữ nghệ sĩ cho biết không có gì chia sẻ, bởi đây chỉ là tin đồn thất thiệt không chính xác trên mạng xã hội. Kim Chi cũng cho biết cô đã minh bạch tất cả trên YouTube và Facebook nên không có gì phải nói về chuyện này. Ông xã nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân viết tâm thư gửi vợ trong ngày sinh nhật, nhắc đến sự kiện lạ lùng và khẳng định vàng thật không sợ lửa.
Diễn viên Lê Tuấn Anh đã viết tâm thư gửi đến nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Nam diễn viên định là lẽ ra để status ở chế độ riêng tư, nhưng vì muốn cả thế giới biết rằng bản thân hãnh diện về vợ thế nào nên đã công khai bức thư này trên trang cá nhân. Suốt nhiều ngày qua, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đã vướng phải ồn ào gây xôn xao dư luận trước những luồng thông tin từ một chiều từ phía bà Phương Hằng. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân cũng khẳng định không có mối quan hệ mật thiết nào với ông Võ Hoàng Yên và chưa từng chửi khán giả. Sau những ồn ào không đáng có, hôm nay ngày 26 tháng 5, ông xã của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân là diễn viên Lê Tuấn Anh đã đăng tải dòng trạng thái nhằm chúc mừng sinh nhật nữ nghệ sĩ. Trên trang cá nhân, nam diễn viên đã gửi lời cảm ơn tới bà xã. Cảm ơn cuộc đời này đã cho anh có em và cũng cảm ơn em đã luôn bên cạnh anh để cùng xây dựng nên một thế giới riêng của gia đình ta luôn lấp lánh sắc màu hạnh phúc. Bên cạnh đó, diễn viên Lê Tuấn Anh cũng nhắc đến một sự kiện lạ lùng trong thời gian qua. Lẽ ra thư này anh sẽ để ở chế độ riêng tư như bao lâu nay, nhưng anh để công khai để mọi người nhìn thấy sự hãnh diện của anh về em. Giữa lúc em đang gặp họa vô đơn chí, bỗng dưng bị cuồng giông bão tố dập vùi, một sự kiện lạ lùng chưa từng có từ cổ chí kim. Nhưng thôi, đừng sâu muộn nữa. Tin rằng những người khán giả yêu quý em là những người hiểu biết. Họ luôn có cái nhìn chuẩn mực giữa đúng và sai, giữa thật và giả. Dù ai có áp đặt lên mình đủ thứ xấu xa bỉ ổi thì mình vẫn mãi là mình. Bởi vì vàng thật thì không sợ lửa. Vợ cố nghệ sĩ Chí Tài bất ngờ gọi tên nghệ sĩ Hoài Linh trước lùm xùm từ thiện, kèm lời nhắn xúc động tới người chồng quá cố. Sau anh trai ruột của cố nghệ sĩ Chí Tài, ca sĩ Phương Loan cũng chính thức có động thái nhằm bảo vệ nghệ sĩ Hoài Linh trước lùm xùm từ thiện. Sáng ngày 26 tháng 5, ca sĩ Phương Loan đã có động thái gây chú ý trên fanpage. Theo đó, nữ ca sĩ chia sẻ bài viết về loạt công trình mang tên cố nghệ sĩ Chí Tài. Đồng thời, cô cũng nhắn gửi tới chồng quá cố và cuối cùng đã gọi rõ tên của nghệ sĩ Hoài Linh. Anh an lòng nhé, ước nguyện của anh đã được thực hiện. Bé Heo và gia đình cảm ơn anh Hoài Linh rất nhiều. Đây là lần thứ hai vợ của cố nghệ sĩ Chí Tài lên tiếng ngầm bảo vệ Hoài Linh trước những lùm xùm về chuyện từ thiện. Tuy nhiên, lần này cô đã gọi thẳng tên của người bạn thân thiết. Trước đó, khi nghệ sĩ Chí Tài qua đời hồi tháng 12/2020, gia đình và đồng nghiệp đã lập kế hoạch dùng tiền phúng điếu để giúp đỡ các nạn nhân bị thiên tai tại Việt Nam theo di nguyện của cố nghệ sĩ Chí Tài và đã nhận được 83.000 USD, tương đương gần 2 tỷ đồng từ bạn bè và khán giả. Số tiền này đã được chuyển cho danh hài Hoài Linh để thực hiện tâm nguyện của người bạn thân thiết. Trước ca sĩ Phương Loan, nghệ sĩ Chí Thiện, anh trai ruột của cố nghệ sĩ Chí Tài cũng đã cho biết các công trình này đều đang trong quá trình thực hiện và do nghệ sĩ Hoài Linh đứng ra phụ trách. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào nghệ sĩ Hoài Linh sẽ thực hiện các việc từ thiện đúng theo ước nguyện của nghệ sĩ Chí Tài. Ngoài ra, các chương trình từ thiện khác cũng đã dùng tên cố nghệ sĩ Chí Tài mà chúng tôi không được biết, không thuộc về trách nhiệm của chúng tôi. Cách đây vài ngày, ca sĩ Phương Loan cũng công khai hình ảnh hai cây cầu mang tên Chí Tài 1 và Chí Tài 2 được xây dựng tại Cà Mau. Trên biển tên của cây cầu có ghi rõ thông tin quỹ từ thiện nghệ sĩ Chí Tài và nghệ sĩ khán giả. Đây là công trình giúp bà con địa phương đi lại an toàn, thuận tiện hơn trong mùa mưa lũ, đồng thời là lời giải thích rõ ràng trước thắc mắc liên quan tới quỹ từ thiện tiền phúng điếu của cố nghệ sĩ Chí Tài.